Kính thưa quý vị, tiếp tục trong phần 2 bản tin Hoa Thành Đốn tối hôm nay, Minh Thúy xin giới thiệu đến quý vị chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa do ông Trần Quang Duật phụ trách với chủ đề Không bàn về hai vị đại tướng, một của Việt Nam Cộng Hòa và một của Việt Cộng. Xin mời quý vị theo dõi. Tôi là Trần Quang Giật, xin kính chào quý đại bàng quý dân trưởng, quý chiến hữu và quý khán thính giả đến với chương trình Người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tháng 5 của chúng tôi. Thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị theo dõi phần thời sự với tiết mục thứ nhất khóa 25, 50 năm nhập trường. Trong bữa tiệc ủng hộ truyền thông, anh đại diện khóa 25 Lưu Đức Tờ có ký tặng tôi quyển kỷ yếu đánh dấu 50 năm nhập trường. Đây là một trong những quyển sách dẫn đầu về mọi phương diện, từ bố cục đến nội dung. Đọc những trang của cuốn kỷ yếu này, tôi như hòa mình với các bạn khóa quyết chiến ta thắng trong những hình ảnh của người sĩ quan Đà Lạt sau khi mãn khóa. Không thể nào quên được những hành động lờ quờ của mình trong những ngày đầu nghiệp lính. Xin cảm ơn người khóa đàn em Lưu Đức Tờ và phu nhân luôn luôn dành cho tôi nụ cười thắm tình võ bị mỗi khi gặp nhau. Tiết mục thứ nhì sung trận. Trong một thời gian gần một tháng án binh bất động vì tình trạng đau hưu của tuổi già, gia đình SBTNDC, VATV cùng đài phát thanh Việt Washington DC Radio đã dành cho tôi những tình cảm rất đậm đà. Xin phép cho tôi được tri ân những tình cảm quý báu này. Và cũng không quên cảm ơn quý đại bàng, quý liên trưởng, quý chiến hữu cùng quý khán giả đã có những lời cầu chúc mà người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa rất cần trong lúc này. Thưa quý vị, sau đây trân trọng kính mời quý vị theo dõi người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa xung trận với chủ đề hai chữ đại tướng, một chữ không. Thưa quý vị, bốn chữ quân hàm và cấp bậc đều là những định nghĩa giống nhau nhưng thực tế nó khác nhau 100%. Quân hàm là hai chữ của Đảng Cộng sản Hà Nội dùng trong các lực lượng võ trang của họ. Còn cấp bậc là hai chữ mà quân đội quốc gia Việt Nam dùng trong các lực lượng quân sự và xin được bắt đầu với tiết mục thứ nhất, cấp bậc đại tướng của ông Dương Văn minh Tháng 8 năm 1962, Dương Văn Nhật, bí danh 10 ti, em ruột Dương Văn Minh, tiếp xúc được với gia đình cùng tìm hiểu thái độ của Dương Văn Minh. Thấy tình hình thuận lợi, Nhạc hướng dẫn một cán bộ từ mặt khu vào đem ý kiến của Hà Nội trao đổi với Dương Văn Minh về việc lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Đúng vào thời điểm tướng Minh đang bất mãn thì bị thất sủng, bị cho là quên công lao của mình, tạo thanh bình xuyên và các giáo phái hòa hảo. Mình hứa sẽ thực hiện. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, Dương Văn Minh với tư cách chủ tịch hội đồng quân nhân cách mạng ra lệnh đảo chính và lên làm quốc trưởng Việt Nam Cộng Hòa lần thứ nhất. 10 ti biết được ý định của Minh, có báo cáo về thượng cấp và sau đó cuộc đảo chính Ngô Đình Diệm sau một thời gian Dương Văn Nhật có gặp Dương Văn Minh tại nhà riêng số 98 đường Hồng Tâm Tự. Qua nhiều lần gặp gỡ và thảo luận, Dương Văn Nhật cho rằng Minh trước đây mơ hồ về Mỹ là tên xâm lược, nay đã công nhận ý kiến Dương Văn Nhật nhưng vẫn bám víu vào một sự kiện là Mỹ có giúp đỡ cho miền Nam. Trong thời gian sau bạo loạn Dương Văn Minh thực hiện một số có hại cho miền Nam như sau. Quyết định hủy bỏ 16.000 ấp chiến lược khi đại sứ Kabalot hỏi Dương Văn Minh vì sao làm thế. Dương Văn Minh nói đại ý, người Việt Nam có phong tục tập quán riêng, không người nào muốn xa rời mảnh đất đã gắn bó với đời mình và mồ mả của ông cha. Dồn dân vào ấp chiến lược là chủ trương sai, vì lẽ đó tôi giải tán ấp chiến lược để người dân trở về quê cũ của mình. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Nakbara và tướng Hắc yêu cầu Dương Văn Minh để cho Hoa Kỳ ném bom ra Bắc không ném mồ hàng nhưng ném bom nổ chậm trên đê sông Hồng, miền Bắc sẽ bị lũ lụt, mất mùa, người dân sẽ đói. Dương Văn Minh đã thẳng thừng từ chối đề nghị này. Tháng riêng năm 1964, đại sứ Cabalot yêu cầu Dương Văn Minh nghiên cứu và chuẩn bị thực hiện kế hoạch 34 a hoạt động gián điệp để kích chống miền Bắc. Dương Văn Minh im lặng không trả lời. Theo lời yêu gọi của mặt trận giải phóng, tức là Việt Cộng, nối dài, Dương Bân Minh tỏ ý muốn thương lượng để tuyển cử tự do thực hiện một chế độ trung lập, lập chính phủ liên hiệp nhưng Mỹ đã cự tuyệt và chống mọi xu hướng trung lập. Do những chủ trương và hành động của Dương Văn Minh đã không theo đúng ý đồ của Mỹ, theo chỉ thị của Tổng thống Mỹ John Trần cuối tháng riêng năm 1964, chính quyền Mỹ đã đưa Nguyễn Khánh lên làm chủ tịch hội đồng quân nhân cách mạng kiêm thủ tướng chính phủ bằng một cuộc đảo chính. Nguyễn Khánh tuyên bố tôi đảo tránh Dương Văn Minh để cứu đất nước khỏi rơi vào tay Cộng sản. Mỹ thấy Dương Văn Minh có hậu thuẫn ở miền Nam nhưng khó điều khiển nên chỉ thị cho chính quyền Sài Gòn đưa Dương Văn Minh làm đại tướng lưu động. Đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 63 xem giới tính của Tổng thống Diệm. Sau khi được tin xác hai anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Du được thiết quân vận 113 trở về Bộ Tổng tham mưu Dương Văn Minh đi ra với mục đích duy nhất là xem Tổng thống Ngô Đình Diệm có giống như những lời đồn đãi về giới tính của ông hay không. Một hành động vô liêm sỉ, không đủ tư cách làm người Kế tiếp nhất tướng công thành vạn cốt khô tôi vẫn nhớ như in hình ảnh chụp tướng dương minh hai với hai ông tướng nói tiếng tây giỏi hơn là tiếng việt là trần văn đôn và tô tất đính chú thích là nếu hai toa không có gì hỏi nữa thì moi đi đánh tennis xin được dành phần nhận định này cho những người lính việt nam cộng hòa ngày hôm nay ngày ba mươi tháng 4 năm một nghìn chín trăm bảy mươi nhà báo paul defris có hỏi ông dương văn minh trước khi đòi tổng thống hương trao quyền như sau có lúc nào ở thời gian quá ngắn ngủi, ông có nghĩ rằng sẽ có được một cuộc đàm phán hay không? Mình đã trả lời ngay, tôi không tin. Và khi mình có quyền, nhà báo Pháp nhận thấy, mình cho rằng việc đầu hàng là không tránh khỏi. Xong, mình vẫn hy vọng ông có thời gian có thể vớt được chút nào hay chút đấy. Nhưng khi chiếc T-54 đóng kịch ủi sập một cánh cửa của dân độc lập, thì mình nói với tên trung đoàn phó của Việt Cộng khi tên này đang cầm chắc khẩu AK trong tay như sau. Khi các ông chưa tiến công vào, bên dưới tôi còn rất nhiều người không đồng tình với tôi nhưng nếu tôi không tuyên bố đầu hàng thì các ông sẽ giết tôi mất năm 1983 Minh được cộng sản chấp thuận để sang pháp chữa bệnh và thăm con tòa tổng lãnh sự pháp ở sài gòn đề nghị bộ ngoại giao pháp giúp cho Minh tài chính nhưng ông Minh đã từ chối vì nói rằng có hà nội lo cho rồi tiết mục thứ nhì quân hàm đại tướng của ông lê đức anh vì thời lượng chương trình xin sơ lược một cách tổng quát về tướng cộng sản lê đức anh như sau Năm 1944, anh công nhân cạo mủ cao su Lê Đức Anh đứng ra tổ chức sau khi ép buộc và khủng bố đe dọa tạo được một lực lượng khoảng trên dưới 300 người, trang bị vũ khí vừa thu được, giáo Mác tầm vông kéo xuống thị xã Thủ Dầu Một tham gia bạo loạn và chính thức gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Quân hàm theo kiểu Việt Cộng, cuối năm 1974, Lê Đức Anh được Hà Nội điều trở lại làm Tư lệnh phó tại chiến trường miền Nam và được phong vượt cấp từ đại tá lên trung tướng năm 1988 khi Lê Đức Anh làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Tào Quyền Ba Đình thì có một chuyện xảy ra như sau nổ súng hay không được nổ súng Thiếu tướng Cộng sản Lê Mã Lương nói về sự tồn tại của một bệnh lệnh không được nổ súng như sau Trong một đoạn video được tung lên trên mạng tướng Lương đã đề cập đến việc binh lính Việt Cộng tại Gạc Ma khi đó nhận được lệnh là không được phép nổ súng để cho quân Trung Cộng muốn làm gì thì làm dẫn đến cái gọi là thảm sát Gạc Ma theo tướng lương. Mệnh lệnh này đã khiến cho hàng chục bộ đội cộng sản thành bia bắn cho lính tàu cộng. Video clip này đã tạo nên những làn sóng phấn nộ trên internet, phần lớn chỉ trích nặng nề nhắm vào ông Lê Đức Anh, nguyên chủ tịch nước Việt Nam, người vốn giữ vai trò bộ trưởng quốc phòng thời đó. Phe bình vực cho Lê Đức Anh thì nói rằng không được nổ súng có nghĩa là không nổ súng trước, giải nghĩa theo kiểu này thì thưa quý vị, người quốc gia chúng tôi xin chào thua quý vị sau đó trong một phiên họp của cộng sản ngoại trưởng nguyễn cơ thành đã đập bàn và hét như thế này ai là người ra lệnh cho bộ đội không được nổ súng và sau cùng tin mới nhất khi nghe tin lê đức anh chết các vị tư lệnh của 9 quân khu việt cộng phản đối việc làm quốc táng cho lê đức anh chưa kịp copy thì đã bị lấy xuống kết luận ngày 30 tháng 4 năm 1975 mình đã ra lệnh cho quân lực việt nam cộng hòa buông súng đầu hàng vô điều kiện để cho mình sống và để cho việt cộng trả thù quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Và những trại tập trung chắc không phải nói quý vị cũng đã biết. Một người lính từ khô đỏ, cố xanh không biết sáu chữ tổ quốc danh dự và trách nhiệm là gì. Ngày 14 tháng 3 năm 1988, một anh cạo mũ cao su đồn điền trở thành bộ trưởng quốc phòng ra lệnh cho thuộc cấm không được nổ súng để bọn tào cộng lên đảo tàn sát toàn bộ bộ đội trên đảo. Chủ đề hai đại tướng một chữ không đã nói lên tất cả những gì mà hai ông này đã làm trong quân hàm và cấp bậc đại tướng cho phép ban biên tập người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa thắp một nén tâm giang dâng lên anh linh của những người Việt Nam chết vì hai ông Dương Văn Minh và Lê Đức Anh thưa quý đại bà quý chiến hữu tài liệu được trình bày ngày hôm nay dựa trên sự tìm kiếm của chúng tôi qua các trang mạng của Mỹ Việt Nam Cộng Hòa của Pháp và của Việt Cộng tuy vậy vẫn có những thiếu sót hoặc chưa được đúng với sự kiện lịch sử xảy ra xin quý vị vui lòng chỉ giáo để chúng tôi làm tròn nhiệm vụ với sáu chữ Tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Xin hẹn quý vị trong chương trình phát hình ngày tới. Trân trọng. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thành Đốn đến đây xin được tạm ngưng. Kính mời quý vị đón xem Bản tin Hoa Thành Đốn vào lúc 8 giờ tối giờ Hoa Thành Đốn từ thứ hai đến thứ sáu trên SPTN. Mọi liên lạc với ban biên tập xin email về washingtondc@sptn.tv kính chúc quý vị một buổi tối an vui bên người thân yêu và gia đình minh thúy xin được kính chào mong gặp lại quý vị vào lần tới